Để phát được một cái này thì khá là khó. Anh tin em ra cái đấy chưa? Cái gì? Cái chồng đấy chưa? Chồng đấy khá là khó đấy. Được. Tôi mất tưởng. Thế đây, tao xong đến từ chỗ tài đấy. Ta sẽ xem thử. Bé bé thôi, bé thấp thôi. Xuống hẳn dưới, xuống hẳn dưới. Đây, bắt đầu chỗ này đi. Thế. Thấy chưa? Đấy. Rồi, làm nào cho đi đúc. Thôi, cẩn thận, bé cẩn thận. Không nên làm thế. Đứng nguyên, đứng nguyên. Rồi, không nên làm thế nhá. Đầu tiên em để nguyên tay ở cái chỗ này như này. Xong rồi đó, em làm gì thì em làm. Thế. Em vẽ một cái tóc một cái cao. Đó. Nó không liên quan gì nhau cả em. Rồi. Đây, cái xương rồng vẽ khá là dễ. Như này. Thành một bên này. Thành như này nữa. Ở đây nữa. Xong. Gieo. Rồi, nhìn này, nhìn nhá. Cứ vẽ như này. Đấy. Vẽ ít thôi, vẽ tầm khoảng 5-6 cái thôi. Ở mấy cái này, mấy cái bé này. Thế, vẽ bé thôi. Đấy, đúng rồi đấy rồi. Thế, đúng rồi. Giỏi đấy. Đi thôi. Xuyên. Nhưng mà vẽ một nút khá là khó, nên là cẩn thận nhé. Không bẩn. Thôi được rồi. Thế đấy được rồi. Thôi. Như thế. Bây giờ nhá, nhìn này. Vẽ cái gai này. 1, 2, 3. Thấy chưa? Đấy, bây giờ vẽ quanh cái này. Quanh như đấy, nhưng mà ít thôi. Đấy. Đúng rồi, giỏi. Đấy, ngồi bên đấy. Đúng. Nhưng mà cách xa nó ra một tí. Đúng rồi, đến bên này. Thấy chưa? Đấy, bên đấy. Vẽ thế. Xong một tí nó tô màu xong cứ vẽ như thế kia. Rồi, được chưa? Rồi, ra đây. Màu xanh. Lấy cái nhỏ nhỏ hay không? Hay gì? Nhìn cái này đi. Nhìn cái này cho an toàn. Vì anh sợ mình phải thật thở lắm. Rồi, chấm ít này nữa này. Từ lúc trước là cái màu khá là nhạt. Đấy, nhìn này. Cái này thôi. Cái này là khá là nhạt rồi. Thấm một chút nữa. Đấy, chỉ tô xong cái mấy ngày thôi. Đấy, tô đây. Còn tô khi nào hết màu thì phải. Đấy, tô đều vào nha. Cẩn thận nha. Tô cẩn thận vào. Đấy, cứ tô thế là được rồi. Khi nào nó nhạt quá thì bảo. Mà nó không vẽ không ra màu nữa ấy. Rồi, vẽ quanh cái đấy hết sạch luôn. Xong rồi tí nó sẽ nhấn sau. Không được, không sao. Kín giờ vào con nha cô. Ok. Bức này nhanh lắm. Ngày mai thì vẽ bức này sau. Tối mai sang đây. Vẽ. Tối mai, chiều mai. Ok. Đã, rồi, đấy. Nhưng mà nếu mà muốn vẽ được đẹp ấy thì trước tiên cầm viền này đã. Không, nhưng mà hơi nhạt. Nhạt cũng được, không sao. Cái này là khi nào? Không sao đâu. À, chán đi cái ngày mà không có phim. Rồi, được chưa? Ừ. Rồi. Cái kia đậm rồi. Thì bây giờ được cái này chấm mạnh vào. Đó, nhìn nhá. Nhìn nhá, nhìn này, nhìn này. Chỉ được tô trong cái phạm vi được thôi. Cho nên khá là khó đấy, cho nên là cẩn thận đấy nhá. Thế. Nhưng cũng không được tô lem lên cái này. Con dấu bước này để tô cho. Cái này em tô. Cái to này này, đây, tô đây. Đấy, tô đây. Tô đây, bây giờ nó ít màu hơn. Chỉ tô trong cái đấy thôi nhá. Ui giời, ấn nhẹ thôi. Thế, được rồi. Bên này rất được rồi. Để đẹp hơn thì tô cái phần trắng này lại. Thế, phần này tô một tí là xong rồi. Rồi, ok. Rồi, rửa bút đi. Rồi, thì sẽ dùng màu đỏ. Đây là màu đỏ.
Vâng. Bây giờ sẽ tô màu nâu trước đi. Màu nâu trước. Màu nâu để tô cho. Đấy. Tôi nghe. Thích tô màu tô. Tô màu nâu là cảm nhận càng tốt. Tôi thử đi. Rồi, đấy, tô đi. Tô cẩn thận nhá. Cẩn thận, chậm rãi thôi. Cho hơi nhiều, cho hơi nhiều nước. Càng nhiều nước thì nó mới thở về. Yên tâm, không sao. Cuốn nó đừng đánh em nào được. Nhiều nước thì nó sẽ khô, yên tâm, không sao. Bước kia là khô được rồi. Bước kia thêm một cảm thì anh tôi mới đi. Khô rồi em ạ, không sao đâu. Để một lúc mà nó khô rồi. Cẩn thận thôi. Cẩn thận, sức cẩn thận vào. Rồi tôi bên trong đi, tôi bên trong không phải là thích được tôi nhanh ở đâu, tôi chậm thôi. Thế vào đấy rồi đấy, quấn cẩn thận, cẩn thận này. Đấy, cứ cô thế, chỗ này có một chút bị lem đây này, chưa tôi được đẹp đi. Ok, xong. Thì bây giờ chỉ cần một chút màu đỏ nữa là đẹp rồi. Xong rồi. Một cây sương đồng, sương rồng khá là nghiêng. Anh cũng vẽ đẹp, có khi cần nhiều người mua hơn đấy. Còn nhiều người ta còn đặt khoảng 10 bức. Đầy người đặt 10 bức em ạ, yên tâm không sao đâu. Thế thì đẹp. Này, nhìn nhá. Cái này, anh tròn này. Thế, là đó. Vẽ một ngày tô mấy bức. Nhưng mà đừng vẽ hết nhá. Vẽ bên này đi, vẽ bên này. Đấy. Rồi, bên này đó. Đấy, đúng rồi. Rồi. Một ngày anh tô bao nhiêu bức? To ấy, là cái phần bên ngoài này nó không được đẹp. Cho nên là tô luôn màu đỏ vào đây cho nó đẹp thêm, được chưa? Tô màu xanh nữa. Đấy. Anh đầu tiên anh tô một lửa cái màu đỏ, một lửa màu xanh lúc nhỉ? Không nên thế, nên tô một màu thôi, nếu mà đều này tô nhạt nhạt thôi. Thế rồi bây giờ hết màu rồi nha, chấm nhẹ này đây, chấm mấy cái lóc này, không cái lóc này bị khô nó hỏng rồi. Rồi đấy, cứ tô đi. Đấy, tô đi, nhưng mà tô đừng tô cẩn thận nhá, chứ đừng để lem vào. Tôi dán cái này vào cho đẹp thêm cho anh đấy, cho nên anh cẩn thận này. Anh nghe chưa? Anh dán như này thì không ừ. Thế nó mới đẹp. Thế, viền cái... Để cái chút chậu này. Thế, viền một nhát vào. Rồi, gọi là viền như này nữa. Thấy chưa? Nhìn vào đây. Thế. Xong rồi, thích thì tí có thể là sticker. Rồi, cứ tô tiếp đi. Hết màu rồi. Da mặt thì lắng. Thế mới phải màu đỏ. Đúng. Nó phải màu đỏ chứ. Rồi tô đi. Tô tô. Nhanh không? Cái này vẽ nhanh không? Dễ rồi đúng không? Dễ nhỉ. Em vẽ bức kia còn dễ hơn vì là anh không có tô nền. Nhưng mà của em là tô nền vì là nếu không em cứ tô hết cái phạm vi bên ngoài đi, xong rồi tí này sẽ dạy em cách tô bên trong.